Dạ, hồi trưa con nóng nảy quá à. Bác bỏ qua cho con nha. Chuyện nó qua rồi, coi như cho nó qua luôn đi, tôi không có để bụng. Tại vì con nghe bác la anh Tiến mà nóng ruột quá à. Mọi chuyện là do lỗi tại con. Tại vì anh uống bia ở chỗ con làm hàng ngày. Nghe ảnh tâm sự là vợ bị bệnh nặng, con còn nhỏ mà thấy thương quá à. Tình cảm mà làm sao kềm chế được hả bác? Lúc mà con đến với ảnh, con cũng đâu có đòi hỏi gì đâu. Con gái của bác chết, đó là chuyện đương nhiên. Ung thư tử cung mà, làm sao sống nổi. Cô nói cũng phải. Anh Tiến từng là con rể của bác, còn bây giờ con là vợ của ảnh thì cũng phải có trách nhiệm lo cho bác đàng hoàng. Nếu lỡ như bác bị tai biến mà nằm một chỗ thì con cũng phải chăm sóc bác chu đáo. Còn nếu lỡ mà bác mất đi thì con cũng để tang thờ phụng bác. Cuộc đời tôi á, ít có gặp người nào á tình cảm như cô. Cô quan tâm mà như trù vậy á. Con có sao nói vậy thôi mà bác. Con cũng không có ý gì đâu. Thôi bác nghỉ ngơi đi, con đi ra ngoài. Cảm ơn. Anh Băng. Dạ, chào ông chủ. Thôi thôi được rồi, anh cứ ngồi đó đi. Dạ. Tôi cảm ơn anh đã cứu con tôi. Dạ, đó là cái chuyện mà ai thấy cũng phải làm mà ông chủ. Sau này có chuyện cần giúp đỡ cứ nói tôi. Dạ, ông chủ. Dạ, ông chủ nhận tôi vô làm là ông chủ đã giúp tôi rất nhiều rồi. Tôi mang ơn ông chủ suốt đời. Tôi đâu có cần gì nữa ông chủ. Hơn nữa, tại vì tôi mới ra tù, cho nên không ai dám nhận. Chỉ có ông chủ là nhận tôi thôi à. Làm người á thì cũng có lúc sai lầm. Quan trọng á là mình phải biết sửa sai. Công việc ở đây tuy cực, nhưng mà đồng tiền kiếm được á cũng đủ cho anh xài. Dạ. Nếu anh được phung phí á thì anh cũng tiết kiệm được một số tiền để mà lấy vợ, sanh con, tạo dựng một gia đình. Ông chủ à, tôi già rồi, ai mà thèm lấy tôi nữa ông chủ. Trời, 50 mà già cái gì. Thôi, cố gắng lên nha. Dạ. Dạ, cảm ơn ông chủ. Dạ. Nè, hôm nay thầy có mang băng cassette cho tụi em nè. Mà nhớ là phải làm bài, học bài xong rồi mới được nghe chưa. Có chuyện gì vậy tụi em? Dạ bạn Tú nghỉ học luôn rồi thầy. Sao vậy em? Mẹ bạn ấy nói vì nhà nghèo không có tiền cho bạn ấy đi học, cho nên bạn Tú đã phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền ạ. Mới hơn 10 tuổi đầu thì làm được gì chứ? Thưa thầy, em biết bạn Tú làm gì ạ? Làm gì em? Tú nói với em, mẹ đem bạn ấy cho thuê để họ dắt bạn ấy đi ăn xin. Không thể nào. Chỉ vì thù oán cá nhân mà tên An đã bỏ thuốc chuột vào thức ăn của gia đình ông ba, khiến cả nhà ông ngộ độc một thời gian dài mà không biết lý do.
Sao lại có người ác như vậy? Lỡ tay một chút là chết cả nhà người ta luôn thì sao? Ăn chè này xong là khỏi nói luôn. Bữa nay mình dám ra tay. Mình dám bỏ tiền ra chơi bạo như vậy mà. Bác, con có nấu chè đậu xanh, mời bác ăn nè. Cảm ơn cô. À, mà bác tự ăn được hay là con đút bác ăn nha? Thôi, để tôi tự ăn được. Dạ. Tôi cũng đang lạc miệng, đang thèm thèm. Cái gì vậy? Ủa, nó nói gì vậy bác? Nó không có cho tôi ăn. Tại sao? Sao vậy? Nó nói là chắc là chè có độc. Tại vì nó nhìn thấy cô nấu chè rồi cô bỏ cái gì vô trong chè. Cô bỏ cái bột gì vô trong chè. Cái con quỷ này. Hôm nay mày biết dựng chuyện vu oan cho người khác nữa hả? Con Ly á, tôi biết, nó thấy thì nó mới nói. Tại vì á, đậu xanh nó cứng quá, con phải bỏ thuốc tiêu vô cho nó mau mềm. Đúng là làm ơn mắt quán mà. Bữa nay con đích thân xuống bếp nấu ăn để đãi cho mọi người. Vậy mà bác sợ bác không ăn thì thôi con ăn. Hiểu lầm thôi. Cái con này nè, mày mà không điếc tao chửi cho chết cha luôn, nghe chưa? Dám nói tao làm chuyện bất nhân hả? Thôi bà ấy xin đón con mình về vì lý do lo sợ là phải đóng học phí. Tôi có nói là em Tú học rất tốt, nhà trường sẽ miễn giảm toàn bộ, nhưng bà ấy vẫn không chịu. Nghe bạn của bé Tú nói bà ấy bắt bé Tú về để đi xin ăn đó thầy. Nếu quả thật có chuyện đó thì kinh khủng quá. Thầy, xin thầy cho em địa chỉ của bé Tú. Em chờ tôi một lát nha. Dạ. Để coi. Anh Huy, em gặp anh một chút được không? Ủa, Diệu. Ngồi đi em. Chuyện đó sao rồi em? Em làm y như thầy dạy thì ông ta sợ không dám đến nữa. Cảm ơn thầy nhiều. Có gì đâu, thầy chỉ cho chút ý kiến. Quan trọng là em có dám can đảm đối đầu với nó không? Em là tự cứu mình đó chứ.
Đây nè. Ờ, em. Em tới lâu chưa em? Chân ông bị sao vậy? Ờ, tại vì anh sợ em chờ anh. Anh gấp quá anh băng qua đường, bị xe nó quẹt. Băng qua đường có nhiều đó cũng không xong nữa. Ờ, cho cà phê đá đi cô ơi. Nói đại đi. Ông muốn gì? Anh có muốn gì đâu. Anh nói bao nhiêu lần mà em không hiểu anh. Cái chuyện mà anh vô đó anh làm là hoàn toàn tình cờ hết em à. Có tin được ông không? Dung à, thời gian 20 năm rồi, mọi thứ đều thay đổi hết. Bây giờ thật sự là anh chỉ muốn an phận thôi em à. Ông uống nước đi. Tôi nói cho ông biết, nếu ông vô đó làm mà có ý định là hành hạ tôi thì ông sai lầm rồi đó. Chồng tôi đã biết tôi làm nghề gì mà vẫn thương tôi, vẫn lấy tôi làm vợ. Ông đừng có hòng mà gây chia rẽ nha. Anh đâu có nghĩ vậy đâu em. Ông Tiến là người tốt. Em thật là có phước đó. Anh mừng cho em lắm. Nếu vậy thì ông xin nghỉ làm đi. Tại sao? Tại vì tôi không muốn thấy mặt ông ở đó. Anh hiểu hết. Không phải là em sợ tôi gặp mặt chồng em, mà em sợ tôi gặp mặt con, đúng không? Ngoại ơi, Ly nghĩ là dì Dung muốn hạ độc ngoại đó. Chắc á, nó đọc cái sách trinh thám nhiều cho nên đầu óc nó mới nghĩ như vậy. Đúng rồi đó ngoại. Hả? Em lo cho ông ngoại thôi. Anh biết rồi, anh chỉ chọc em cho vui thôi. Hai đứa có cách giao thiệp thân mật quá đi chứ. Ba kêu con xin lỗi anh Huy, con xin lỗi chưa? Thôi, con không xin lỗi đâu. Anh có sao con nói như vậy? Mày Tính à, ba cho con đi học mà. Mới vô lớp 1, thầy cô đã dạy, thế nào là lễ phép? Vậy mà sao con dám nói với anh mình những lời hỗn sược như vậy? Ba hỏi con nè, nếu con có em con nói với con những lời như vậy á, thì con sẽ phản ứng như thế nào? Con suy nghĩ đi. Có khi nào anh Huy kêu con bằng mày không? Hoặc là xúc phạm gì đến con không? Chưa bao giờ có. Tính à, con biết năm nay con bao nhiêu tuổi không? 20 rồi đó. Tuổi trưởng thành. Phải biết phân biệt điều hay lẽ phải chứ. Ba đâu có đòi hỏi cao gì ở con đâu. Chỉ mong con là một đứa con ngoan, một người lương thiện, biết làm việc để tự lo cho bản thân mình. Ba má đâu có sống đời để nuôi con hoài đâu. Con suy nghĩ kỹ đi. Ông ở tù lâu nên thần kinh có vấn đề hả? Ông thèm có con quá thì lấy ai đó đại đi, rồi đẻ cho ông một đứa con. Chứ đừng có dơ con của người khác mà làm con của mình nha. Linh cảm của một người cha
Dung à, anh biết chắc thằng Tính là con của anh mà. Tôi cảnh cáo ông nha, còn nói bậy thì đừng có trách à. Ông biết con người tôi không phải hiền từ đâu nha. Đừng có thấy người sang bắt hoàng làm họ. Đàn ông kỹ nhất là bị hạ nhục. Cô nên cẩn thận lời nói. Ông nghĩ làm liền đi, hay tôi kêu chồng tôi đuổi ông hả? Cô cứ thử đi. Thôi được rồi, con đã hiểu những gì bà nói. Con xin lỗi ba. Ba biết căn bản của con không phải là xấu, nhưng tại má con làm hư con thôi. Dạ, con mời cả nhà ăn cơm. Ừ. Mấy ngày rồi, bữa nay mới thấy mọi người ngồi đầy đủ chung bàn ăn cơm á. Tính à, con có chuyện gì nói với anh Huy không? Đâu có gì nói đâu ba. Anh muốn hai đứa nó có chuyện nữa hay sao? Bà. Anh Huy, em xin lỗi. Ừ. Không có gì đâu, anh quên rồi. Biết lỗi là tốt. Em đã nói rồi, thằng Tính nó ngoan lắm. Ai kêu nó làm gì, cái nó làm liền à. Con ăn đi. Em làm cái gì vậy? Trong nhà có người nghi em lòng dạ độc ác, dám bỏ độc vô thức ăn hại người đó. Em có té đập đầu vô đâu không mà nói năng nhảm nhí vậy? Không hiểu hả? Anh hỏi ba kìa. Bác đã nói rồi, hiểu lầm thôi. Không lẽ cháu người lớn mà đi để bụng đứa con nít? Dạ con không có để bụng, nhưng mà nhiều khi xui rủi, bác ăn vô rồi bị cái gì, rồi lại nghi quan cho con. Tốt nhất từ đây về sau, ăn riêng, nấu riêng. Con, mình làm sai, phải biết nhận lỗi. Nó xin lỗi rồi đó. Mọi chuyện bỏ qua đi, cho nó nhẹ cái bụng. Dì à, đi đúng là sai, nhưng dì cũng đừng có buồn. Nhưng mà thiệt ra là chuyện gì vậy? Em nấu chè đậu xanh, mời bác ăn. Coi như là xin lỗi, vì hôm qua em lỡ lời với bác. Con bé này nè, nó không cho bác ăn. Nó nói em bỏ độc vô chè để cho bác ăn đó. Trời ơi trời, phim Hồng Kông hay sao vậy trời? Thì đó. Ăn đi. Lỡ có đau bụng, đừng có đổ thừa tôi nha. Đau thì đau hết. Nhìn con á, xin lỗi thằng Huy, mà má thấy chướng mắt quá. Có phải
ba còn ép con phải không? Trời ơi, một câu xin lỗi đâu có gì khó đâu mà nói không được. Vậy mà nói thù này quyết trả. Uổng công má nát óc suy nghĩ bài mưu tính kế cho con. Thôi má ơi, con đủ chuyện rắc rối rồi, con muốn yên thân. Chuyện đó hả? Sao rồi? Báo hôm trước đăng kìa, kêu gọi ai thấy kẻ mà gây tai nạn ra làm chứng. Giờ đó ai thức đâu mà thấy. Xui thì ráng chịu thôi. Điều tra hàng chi cho nó mất công, mệt. Ừ, má dặn nè. Cái thằng cha mới vô làm ngoài tiệm á, đừng có nói chuyện thân thiết với ổng quá nghe không? Tại sao vậy má? Thì nghe nói ổng ở tù mới ra đó. Chắc là cái thứ đại gian đại ác đó. Thôi má ơi, ổng cứu mạng con đó má. Gì? Có tạp chí phụ nữ nào đẹp không? Ý tôi nói là... Phim vậy mà cũng coi. Phụ nữ ăn mặc đẹp không? Có. Gì mà dở ẹt. Vô nghĩa thiệt. Tối hụ có gì đâu coi. Tắt rồi ông ơi, tắt rồi. Ồ, thế à. Sao kinh nào cũng chiếu Hàn Quốc, không Hàn Quốc thì Trung Quốc, Đài Loan. Quy, ông thích xem những bộ mà chiến tranh và hòa bình hay là những người khốn khổ vậy á? Ngoại, con nghe nói là những sách đó rất hay đúng không ngoại? Nhưng mà tiếc là thư viện chữ nổi không có những tác phẩm đó. Hay sao bằng mấy phim tâm lý xã hội? Thằng cha dưỡng khốn nạn, muốn hiếp con nhỏ kia kìa. Không ngờ tâm hồn cô cũng có nhiều cảm xúc ghê hen. Bác ơi, bác già rồi, mấy cái chuyện éo le đó bác không hiểu đâu. Mà ngoại ơi, con nghe thấy nhân vật đó nói nghe cũng cảm động đó ngoại. Phải thấy kìa, mới hay. Tại diễn xuất hay quá trời luôn, chỉ tiếc là con không có mắt thôi. Dì xin lỗi, dì không có cố ý nha. Dạ, không sao đâu dì. Ôi, cái lưỡi con rắn nó bị trẻ làm đôi á, là tại vì do nó độc quá. Độc. Dì má. Em họ con đám cưới. Con muốn về quê mấy ngày? 4 ngày hả? Ngoại ơi, ngoại nói với Ly á, Ly cứ về quê đi, con lo cho ngoại được mà ngoại. Được không đó? Đừng có nói đại nha. Ê Ly. Về quê thì chuyện nhà ai làm? Trời ơi, có gì đâu mà cô lo. Mua cơm tiệm về ăn, còn nhà cửa làm không nổi, ở dơ vài bữa cũng không sao. Tụi con thì đâu có sao, sợ bác có sao thôi. Con cứ đi, yên tâm về ông. Nhớ mua quà đem về quê. 10 triệu không đủ, mở tủ lấy thêm tiền. Trời, sang ghê. Trời ơi, về quê thôi hả mà bác cho 10 triệu. Bác chơi sang quá à. Coi chừng đại gia mà biết được á, ganh tị với bác đó. Cũng thường thôi, đại gia từng sanh mặt với tôi mà. Nhưng mà nó xứng đáng được hưởng. Nó chăm sóc tôi cực khổ biết bao nhiêu.
Ủa, vậy bác ơi, con chăm sóc bác nè, bác có thưởng cho con không? Nếu cô không ngại, tôi cũng đâu có tiếc. Huy. Dạ. Đẩy ông ngoại ra sân. Dạ. Được không đó? Dạ. Dì yên tâm đi, để con tập cho quen dì. Cẩn thận nha ngoại. Từ từ. Đó, thấy không? Cũng bình thường. Ông ngoại, bây giờ lên ông ngoại là lên. Ông ngoại là con mắt của con nha. Lên đường đi. Đi thẳng, đi thẳng. Dạ. Lấy qua bên trái một chút. Lấy lại. Qua bên trái một chút. Đi thẳng, đi thẳng. Đi thẳng. Quẹo phải đi. Té nhào hết cả hai, chắc vui lắm nè trời. Má đang nói họ hả má? Ê. Dạ. Con muốn kiếm tiền không? Má hỏi khó trả lời quá. Nè, con Ly nó về quê mấy bữa, con ở nhà phụ với má chăm sóc ổng thì cũng kiếm được vài triệu xài chơi đó. Má nói nghe dễ dàng quá. Dễ thiệt đó. Nó xin về quê mà ổng đưa chìa khóa, mở tủ lấy 10 triệu. Ông này chắc bị điên tiền. Từ từ thôi ngoại. Ngoại mệt chưa? Chưa. Đi một vòng nữa. Ngoại nghỉ chút đi ngoại. Muốn nghỉ thì nghỉ. Bày đặt ra vẻ làm người hữu dụng. Để coi cản đường cản lối được ai nha. Để con bóp chân cho ngoại nha. Hôm nay tập đi nhiều vậy, ngoại mỏi chân không? Không. Bữa nay ông đi vững rồi. Hey, chờ con Ly nó lên, ông nhờ nó mua giùm ông cái nạng mà nó có cái càng ở dưới vậy nè. Đi cho nó vững. Dạ. Lúc đó đó ngoại, mỗi sáng hai ông cháu mình đi bộ với nhau. Tập thể dục ngoại ha. Giỏi. Bác tập xong rồi đó hả? Gì? Xong rồi. Hoạt động á, nó ra được mồ hôi, nó khỏe. Tôi mong ước có được sức khỏe để làm việc. Vậy mà có người sức khỏe đầy đủ mà không muốn động tới cái móng tay. Chắc tại vì bác nằm một chỗ lâu quá nên bác mới nói như vậy. Công chuyện ở nhà này nó cũng đăng đăng đê đê. Con cũng muốn có một chút thời gian để nghỉ ngơi. Ủa? Công chuyện nhiều lắm hả? Dạ. Tôi có thấy cô làm gì đâu mà đăng đăng đê đê. Trời ơi, bác cũng nhìn thấy đó. Cái nhà cao tầng như vậy, nội đi lên đi xuống cũng mệt chứ. Nhà mình á, sức trẻ như con nè, con đi lên đi xuống 2 tầng con đã mệt rồi đó ngoại. Thôi bác ngồi đây đi, để con vô trong lấy nước cho bác uống nha. Dì ngồi đây đi. Dì ngồi nói chuyện với ông ngoại đi. Con vô con lấy cho dì. Được không đó con? Dạ được dì.
Ngoại chờ con nha. Cái gì vậy? Trời đất ơi, té bầm tím mặt mày hết trơn à. Đâu, dì nhẹ, nhẹ tay thôi dì. Con đau quá dì ơi. Mạnh tay thì nó mới tan máu bầm. Đập đầu xuống đất không biết có sao hay không? Hay là để ngoại kêu ba con về đưa con đi bệnh viện không? Dạ thôi ngoại, con chỉ đau ở trán thôi, không sao đâu ngoại. Tự nhiên sao bữa nay lại té vậy? Không thấy đường đi thì phải đi lại cẩn thận chứ. Dạ không có đâu gì. Nhà mình á, con thuộc lòng như lòng bàn tay nè. Chỗ nào có bàn, có ghế, có tủ con đều nhớ hết. Mà không biết sao á, hôm nay ai để bàn ra giữa lối đi nên... Con nói vậy là không có đúng. Lúc con la lên, dì chạy vô có thấy cái bàn cái ghế nào giữa đường đâu. Rõ ràng là... Con nhìn thấy gì đâu mà rõ ràng. Con không có tin cho thằng Huy nữa. Lỡ nó lóng ngóng, rồi té thêm lần nữa thì mệt lắm. Để con với thằng Tính chăm sóc cho bác. Cực lắm, mẹ con cô có làm nổi không? Thì bác cứ cho con tiền, cỡ nào con cũng làm nổi hết trơn á. Vậy mà cũng đòi tiền. Cô nói cô sẽ chăm sóc tôi như cha mà. Con nói giỡn với bác thôi mà. Tôi cũng nói giỡn với cô thôi, bộ cô tưởng thiệt hả? Đào nó. Mạnh tay một chút đào nó bầm chứ. Gì đào nó thả ra cho rồi đi. Con thiệt nhanh tay lẹ chân. Từ mai ông già đó là của mình. Vậy mình từ từ hành hạ hả má? Nói tầm bậy. Con phải tận tình chăm sóc. Trời, sao móng tay bác dài quá vậy bác? Con bé Ly này sao nó lười quá vậy? Không cắt móng tay cho bác gì hết trơn à? Tại nó bận cắt móng tay của nó, đâu cắt móng tay tôi làm chi? Dạ, thôi để con cắt móng tay cho bác nha. Sao mà tay bác run quá vậy bác? Bác để yên đi. Tai biến mà nó phải run vậy thôi. Để con cắt cho. Ôi, sao móng bác nó dày dữ vậy, giống móng trâu vậy bác. Dạ bác đừng có để bụng nha, con có sao nó vậy à? Có gì đâu, già rồi thì móng nó quá sừng. Mà hồi sinh cô đó, mẹ cô có nhớ móc miếng không? Dạ chắc là không quá bác ơi. Hèn gì. Ngồi cắt móng tay cho bác. Mà sao con thấy nhớ ba con quá à? Ổng còn sống thì chắc là cũng cỡ tuổi bác đó. Ủa mà sao ngộ quá ha. Bác với ba con bằng cỡ tuổi đó. Mà sao ổng chết mà bác còn sống. Lạ ghê á. Ủa sao bác cười vậy bác? Không có gì, tự nhiên vui cười. Mà nếu như mà ba con không có chết sớm thì con cũng không đến nỗi khổ phải ra đời lăn lộn kiếm sống. Thì cũng nhờ lăn lộn nên cô mới có ngày hôm nay. Trong cái xui nó cũng có cái hên cô ơi.
Bác, bộ bác giàu lắm phải không bác? Bao nhiêu mới gọi là giàu? Con người á, có chừng vài chục triệu là thấy mình giàu rồi. Tại sao bác xài phung phí quá trời à? Chắc bác cũng có trong tay vài chục tỷ hả bác? Bên đây. Cô nói vậy á, người ngoài người ta nghe người ta tưởng thiệt. Chết tôi à. Bác ơi, vậy là bác gửi ngân hàng hay giữ tiền bên mình hả bác? Vậy rồi giữ tiền đồng hay là đổi ra vàng lá bác? Có đổi ra đô la không bác? Nếu bác để ở nhà, bác để ở đâu ạ? Chìa khóa bác để ở đâu vậy bác? Hỏi gì kỹ dữ ạ? Dạ, tại vì con lo cho bác thôi mà. Bác á, mà giữ bên mình nhiều quá là kích động lòng tham của người khác đó nha. Con nói không phải xui chứ, bữa nào con Ly cũng cho bác một chài à. Bác theo ông bà ông giải luôn đó nha. Ui, nhưng mà nó có giết tôi nó cũng không có cướp được gì đâu cô ơi. Nhà này đông người chứ đâu phải mình tôi đâu. Nó không có lấy một lần đâu, mà nó rút rỉa từ từ của bác đó. Không chừng nó xin về quê để tẩu tán bớt tài sản đó bác. Tôi biết tính con Ly mà. Bác ơi, bác tiền nhiều quá à, bác để ở đó làm gì? Sao bác không gửi cho anh Tiến? Bộ bác không tin ảnh hả? Tôi bỏ trong tủ, khóa lại đàng hoàng. Chìa khóa tôi cất ở trong mình về đây mà làm sao mất được. Đây. Đâu? Đây con coi với. Đây, để tôi đưa cho coi. Nè, đó không? À. Gửi cho nó hả? Cần phải tìm nó mất công lắm. Những thứ quý nhất tôi mới để ở nhà. Còn tiền phải làm ăn. Bung ra các nơi. Bung hết ra các nơi để làm ăn. Để cho tiền nó phải đẻ ra tiền. Đó vậy đó. Cô làm cầm ống tay xong rồi, không mấy cô quất giùm tôi cầm ống giò luôn đi. Dạ. Để im coi, sao rung hoài vậy? Bác, ba con nói rung chân là không có giữ được tiền đâu đó. Bị tay biến mà. Thôi bác rung vậy con cắt không được đâu. Nhâm kham không nổi cầm ống giò không mấy gãi giùm cái lưng được không? Trời, tay biến đâu có ngứa bác. Tay biến thì nó không ngứa nhưng mà giờ tay chân không gãi được thì gãi giùm sao khó quá. Chắc bác không có vệ sinh nên bác ngứa chứ gì. Bên này xuống đó, lên bên này lên này. Này chắc bác ở dơ dữ lắm nè. Dơ đâu mà dơ, có 4 ngày không tắm mà dơ gì. Ghê quá. Ôi da, cô nó nghe nè, thôi đã rồi đưa tôi vô toilet được không? Muốn đi đâu nữa? Đang quýu rồi. Đi hoài à? Đi vô toilet. Con đỡ bác đi nè. Từ từ nghe không? Đừng chơi xô luôn đi. Từ từ không? Sảng khoái quá. Ê. Cảm rồi, ơn. Con đi nha. Con gì ông ngoại? Cho vô lại lần nữa được không? Cái gì kỳ vậy? Trời ơi, chưa được 10 phút mà ông đi tới 4-5 lần rồi. Mà con thấy người ngoại khu queo mà sao nước đâu mà lắm thế? Thì đó, vậy mới tức. Nước uống vô nó không thấm vô người mà nó đi ra hết. Bởi vậy nó mới quéo cò đây nè. Làm ơn cho lần nữa đi. Lần nữa thôi nghe. Cũng không dám hứa trước đâu nghe. Mắc hoài. Chăm sóc cực quá.